Khoan, đây này, đây này. Ui, có con gì thế này? Nó vừa chạy ra được, nhưng mà nó không chạy đi được vì nó bị mắc bởi một cái cọng đây. Con này nó thế này. Hai con này á. Hôm nay á, mình ra bà eo. Yeah. Mình có bắt cá để cho con vịt của mình thôi. Con vịt nó đang đi đằng sau mình đây này. Mình không biết được là có cua có cá đây không ạ? Cá 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 cá. Ui, ra đây ra đây. Ui, chỗ này có phụ ta lên nữa. Chỉ có con gì không? Ui, mấy con vịt của mình ấy ở đấy nhá. Đừng có chạy ra đây. Không có là con cua nó đang đây. Ô, chưa thấy con cua nào. Ui, má, bà eo. Đây, 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 đây. Nó nhô lên cao này. Ui, như kiểu này á. Mấy cái con mắt gì ấy nè lắm. Chúng mình ơi, đi vào đi. Nhanh lên. Ui, nó đuổi theo mình kìa. Chạy thôi. Chán quá, ra bà eo mà chưa bắt được con gì mà lại gặp mấy cái con mắt. Má, không biết là mắt của con gì mà nó rơi ra vậy nhờ. Chắc là có một con gì to khủng lồ nó cắn các con mắt của con vật ở dưới eo rồi. Ơ, đằng kia mình thấy bạn ốc bạn ra rồi. May chưa, mình phải ra mình bảo bạn ấy thôi. Trước mình không biết bạn mắt của con gì chưa. Ơ, bà eo mình thấy có một con cá sấu này. Wow, với lại quá, hai con mắt liền, nó đang tiến vào con cá sấu kìa. Đấy nó dính vào con cá sấu rồi, trông ghê quá. Để mình ra mình gỡ cho con cá sấu thôi. Ơ, hình như bạn đó bạn nhìn thấy cái gì kìa, lạ chưa? Ôi, ôi, cái gì nó vào mắt mình như này, chẳng nhìn thấy đường đâu cả. Bạn đó ơi, bạn ở chỗ nào đấy, mau ra giúp mình với. Ui, mình đi này á, lơ mơ mình ngang ao mất. Mình gọi bạn ấy thôi. Tối mà mò như kiểu buổi tối thế này á, làm sao mà bắt được cua cá? Ờ, cái mồi mắt bạn mình sao đấy? Ui, bạn đó ơi, tớ cũng không biết nữa. Đang đi ra chỗ cậu mà sao cái gì nó ộp vào mặt tớ một cái nó thành như này này. Trời ơi, mắt gì mà lồi to như là nắm tay này. Hay là mắt của quái vật rồi bạn ơi. Vừa đây à, mình thấy ao có hai cái mắt nó cũng dính vào con cá sấu nhưng mà nó lại màu hồng cơ. Ui, thế thì á, ao của nhà mình có vấn đề rồi. Hay là bạn ra bạn xem con cá sấu nó có bị như tớ không. Thế nhưng mà cái mắt này nó cứ đóng như này thì làm sao mà nhìn thấy được. Để mình vành ra xem nào. Xem có cái nút này. Kinh lắm bạn ơi. Bên trong nó có lòng trắng với lòng xanh này. Ui, trong bên này nào. Ui, bên này cũng thế này. Thế thì á, tớ bị hỏng mắt rồi à. Bây giờ mình kéo lên là nó lại chớp xuống này. Bên này cũng thế này. Thế thì mình không điều khiển được con mắt này rồi. Ui, làm sao bây giờ mà không gỡ được ra cơ bạn ạ. Chặt lắm, nó dính chặt vào mắt tớ rồi. Nhìn bạn kinh lắm. Để tớ xem nào. À, tớ biết rồi, đằng sau nó có một cái dây này. Đâu? Đây này, bạn thì ấn rồi nào. Ừ. Ờ, ấn là nó mở ra này. À, đây đây. Đấy. Thế mình gỡ ra nhá. Bạn gỡ cái dây để ra đi. Bây giờ tớ có thể nhìn thấy đường rồi đấy. Mình thấy nó mở ra rồi này. Ừ, bây giờ mình nhìn thấy đường. Chúng mình ra xem con cá sấu đi. Ui đây này, kem ơi, nhanh lên. Chỗ nào đấy? Ôi chim kia, chim kia. Thôi thôi. Đây rồi, mình giữ được rồi này. Cẩn thận đấy, chắc là cái mắt này nó nặng quá. Đây này. Ui, kinh chưa? Con này nhìn gớm lắm. Ui, nhưng mà nó mở mắt ra rồi kìa. Không bị đóng mắt như tớ vừa lấy nhá. Ừ. Ui, cũng có một cái dây đấy bạn ơi. Ui đúng là con cá sấu rồi. Còn cái dây này kéo lên kéo xuống là cái mắt nó chớp này. Đúng rồi đấy. Cái mắt bên kia xem có thế không? Đây thì mình gỡ nhá. Ừ, bạn thì đeo lên mắt bạn xem nào. Đây này, nó có cái dây này bạn kem ơi. Wow. Đấy. Đúng rồi đấy. Mà mắt kính của bạn còn bên trong còn trải hình trái tim cơ. Vậy đẹp à? Đẹp thế. Bạn kéo hai bên thì là nó đều đóng xuống đấy. À, cái này á là cái mắt kính mình có thể điều khiển được đấy bạn ạ. Ui, mình thấy á, cái mắt này mày đeo vào á, nhìn thấy xa lắm bạn ạ. Ui thế á? Ừ. Bạn thử nhìn ra ngoài ao xem có con gì không? Ui, mình nhìn thấy đằng kia. Có một cái con mắt nó to, siêu to khổng lồ luôn. Thế á? Có hơn cái này nhiều. Ui, kia vậy kìa. Chúng mình ra xem nào. Ui, kem ơi đây này. Nó đang nhảy ra chỗ mấy con gà với con gan này. Có khi nào nó ăn mất ba con gan này không? Con này tao thấy chẳng thấy màu đâu. Chỉ thấy mỗi cái mắt to đùng. Mà nó có nhiều chân lắm mẹ ơi. Nó cao cao à. Nó nhảy trồm trồm vào những con này kia. Không biết chắc con gan con này nó đau lắm đấy mẹ nè. Vậy mà nó ăn liên tục kìa. Nó ăn được mấy con gan rồi mẹ ơi. Ui kem ơi, mình lại thấy nó cứ nhảy nhảy ở cái chỗ đầu ống này làm gì đây? Ui là trời, có gì nó ra kìa. Wow, cá ra kìa. Cá ra đây là cái bể kìa bạn ơi. Cá vàng kìa, cá đỏ bạn ơi. Wow, nhiều cá lắm bạn ơi. Đâu? Wow, toàn cá màu sắc đẹp đây. Wow, nó chui từ ống ra này. Đấy, trong cái ống thế này. Ui, hình như là cá đuôi dài ý. Đuôi nó dài chưa này. Ui, đuôi nó dài đúng không ấy, đẹp chưa này bạn ơi. Cái này màu trắng tinh này. Đây, tớ lấy cái chậu nhá. Xong là chúng mình bắt vào trong cái chậu đi. Rồi, mình bắt con to nhất này lên nhá. Đấy, bạn bắt đi. Đấy. Wow, được một con rồi này. Ui, cái đuôi nó này màu trắng nhờ bạn nhá. Người nó màu vàng. Người màu vàng này các bạn này. Đẹp chưa? Mà nó chẳng có vảy đâu. Wow, người nó trơn lắm bạn ạ. Đúng rồi đấy. Ui, đẹp quá. Đây, mình sẽ bắt con màu trắng lên nhá. Đấy, bạn thì bắt con màu trắng. Wow, con này đuôi rất dài luôn này. Thấy chưa? Đẹp chưa này các bạn ơi. Ui, con này cũng không có vảy luôn. Ừ. Đây này. Ừ đấy. Người nó này màu xanh xanh bạn ạ. Hay nhờ, người nó màu trắng xanh các bạn ạ. Ui, hai con cá đẹp chưa này. Ui, còn nữa. Con gì đây? Con này màu đen này.
màu đen lại lẫn màu cam mẹ ạ. Wow, nó chạy nhanh lắm. Ôi, con đấy đuôi cũng dài luôn. Sao con quái vật một mắt đi bắt giỏi nhá. Ừ. Ôi, nó bắt được tầm cá đẹp thôi. Không có phải luôn này. Ừ nhá. Wow, bạn thả vào đây đi. Ba con cá, đây cả một chậu rồi. Xem còn con nào nữa không, chúng mình bắt hơn. Đây, con màu đen này. Đấy, 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 đấy. Con màu đen là cá ba đuôi bạn ơi. Đuôi nó ngắn hơn là những con này đúng không? Nhưng mà nó chĩa ra làm ba. Wow, các bạn thấy chưa? Này, nhiều lắm. Để mình kiểm tra cái ống này sao nào. Đấy, bạn thì kiểm tra sao nào. Cái ống này dài phết. Mà mình thấy cái gì nó lục cục ở trong cái này sao à? Ủa, bạn phải hướng tay vào xem có con gì. Ê, con gì ra kìa. Con này. Ôi. À, đây là những con cua đấy. Con cua ra kìa các bạn ơi. Nếu quan không nhở? Ôi, bây giờ chúng mình phải dốc cái ống nó xem nào. Ôi, mẹ, vẫn còn kìa. Ôi, à, sao vẫn còn nữa, chưa hết đâu. Đây, bạn đấy. Bắt nó vào. Tớ cầm cái này cho. Bạn bắt tiếp đi. Ôi, con này càng to chưa? Ui, nhiều lắm, trong vẫn còn nữa. Chúng tôi ở đây là ổ cua này. Đấy. Cua nó không ra, vừa lấy nó thấy quái vật nó không ra đấy các bạn ạ. Wow, mình bắt hết vào thôi. Đây đây. Ui, con này càng to chưa? Con này cũng to, khổng lồ này các bạn này. Ui, Kem ơi, mình thấy con quái vật nó đang ở lưng con cá mập này. Ui, con cá mập sợ quá, nó chạy ra đằng kia rồi. Đây này, chỉ ra nè, con quái vật một mắt nó đang đứng, nó cứ nhảy liên tục vào cá mập. Kia. Ui Kem ơi, nó giật con cá mập. Nó bị lật ngửa nữa rồi. Thế này con cá mập bị làm sao rồi ý? Nên là nó không bơi, nó nằm im rồi. Chúng mình ra vớt cá mập đi. Ui, đây này, bạn nhìn mà xem. Mình nhìn xa đã thấy con cá mập này bị con quái vật một mắt nó bắn đầy mắt và kìa. Nào, chúng mình đi ngồi lại thôi. Rất nhiều mắt này. Thôi thôi, ui, một cái mắt của rụng ra rồi này. Ui, không xong rồi, cá mập không thấy động tĩnh gì luôn. Mình phải bê lên rồi mình khám cho nó thôi bạn ơi. Chú... Ui Kem ơi, con này nặng phết đấy bạn ạ. Chú cá mập béo thật đấy. Ui những cái vây của nó to chưa nha. Đấy bạn phải để nó ở đây đi. Đây rồi, mình chuẩn bị bao đồ khám đây rồi này. Đấy, có rất nhiều đồ ở đây luôn này bạn ơi. Có cái panh gì không để mình gắp cái mắt này ra. Đây. Ủa? Rồi. Đây đủ hết. Đây này, bạn lấy cái màu gì đấy? Mình lấy cái kim màu đỏ. Kim mát đây, có cái panh đây thấy. Panh kẹp màu đỏ đây này. Nào, để kiểm tra xem nào. Ui, bên đấy nhiều lắm. Bên này ít hơn. Gắp đi. Được một cái rồi này. Wow. Nó còn ba cái nữa thôi bạn ơi. Đấy, gỡ ra. Đấy. Ôi. Mình cho vào đây nhá. Cho vào cái chậu ấy các bạn ạ. Còn một cái mắt này màu xanh này. Mắt màu xanh kìa các bạn ơi. Ui, cái này dài thế. Cố lên. Hay là lấy cái banh của tớ đi. Đây được rồi này. Ôi, được rồi kìa. Còn cái mắt màu đỏ nữa. Đấy, wow. Hết rồi. Ui, bên tớ này chỉ có một con mắt thôi bị dính vào thôi. Nào, mình sẽ dùng cái banh này nhá. 2, y, chặt lắm. Ui, ui. À, ra rồi. Sao tớ chẳng thấy nó động đậy gì nhá? Ôi, hay là để tớ thử nghe tim xem nó còn đập không? Bạn nghe xem nào. Đây, để mình nghe thử xem nào. Có thấy gì không? Ui. Nó đập yếu lắm. Tim đập yếu nhá. Thôi, không xong rồi. Con cá mập này á, có vấn đề rồi. Ở đây mình thấy có cái trợ tim này. Để mình trợ tim cho con cá mập nhá. Đây, bắt đầu này, bạn Kem ơi, xem đây. Ui, nó nảy lên. Mạnh chưa? Ui, nó nảy mạnh thế. Ui, tôi thấy không phải chưa? Tôi thấy nó dây dây rồi này. Tớ bảo này, để chắc chắn con cá mập nó khỏe hay không, mình phải nghe lại tim cho nó chắc bạn ạ. Ừ, bạn nghe lại đi. Tớ phải nghe lại xem nào. Ui à. Ui, hai nhịp tim liền bạn ơi. Vậy à? Chứng tỏ trong bụng cá mập này còn có một con. Mà nó dãy nhiều như này như kiểu nó muốn đẻ rồi. Chúng để mình hứng cái chậu vào xem nào. Đi, hứng chậu thao vào nó để cho nó đẻ ra xem nào. Tớ chưa thấy gì đâu. Mà cái đuôi của nó rung đùng đùng lên đây này. Thấy gì không? Đây này, tớ bảo ngay mà. Mình nghe tim chuẩn chưa? Một con cá mập con này. Wow. Ôi, cá mập nó đẻ con đấy bạn ơi. Đây, con cá mập con giống hệt cá mập nó mẹ. Đẻ trứng mà nó nở cho con đâu nhá. Đây này, bạn thấy chưa? Nó cũng có một cái gai nhọn lên trên này. Cái vây, đấy, vây. Cái vây nhọn chưa? Đuôi này, người cá mập đây. Mồm rộng chưa này. Ủa, bạn xem nó có răng không? Cá mập này bé làm gì để có răng mà bạn. Nào bạn thả xuống nước đi để cho nó bơi. Wow, các bạn thấy chưa? Một con cá mập con mới đẻ ra mà đã dài mà bơi hiếu động chưa? Nó bơi nhanh nhở? Đấy, mình thả cá mập nó bơi đi rồi này. Ừ, được rồi đấy. Cá mập ra đấy bơi sẽ khỏe hơn đấy. Đấy, con mập có mắt rồi đấy. Đây là cái chum kia. Có biết trong chum có con gì không? Hay là nó lại nhốt các con vật vào chum rồi? Đấy, mình có súng này, đầu cá sấu đấy, để mình bắn nó nhá. Wow, đây là súng bắn nước đầu cá sấu rồi. Ui, nó ra một cái mắt kìa. À. Đấy, tiêu diệt một cái mắt rồi. Lại kìa. Một cái mắt nó ra kìa. Nhanh lên bắn đi bạn ơi. Wow. Đây này, đây này. Ui, có con gì thế này? Nó vừa chạy ra được, nhưng mà nó không chạy đi được vì nó bị mắc bởi một cái còng rồi. Con này nó thế này. Hai con này á, con có vào một mắt, nó bấy vào cái còng này rồi bạn ơi. Mèo ơi, cái gì đấy?
đây là một cái còng đấy, cái còng để nhốt các con vật đây này. Ui, một con cá với một con bùa bị mắc vào nhau rồi. Được, cô thấy này, cái này á. À, mình thấy có chìa khóa đây này. Đâu, bạn mở xem nào. Con vật mới mắc, nó chưa kịp rút chìa khóa đi đâu. Nào, chúng mình mở ra thôi, để cứu các con vật ra thôi. Nào, nào, đầu tiên á, mình sẽ mở cái con bò trước nhá. Ui, ra rồi này. Đấy, xoáy cái để nó ra luôn bạn ạ. Ui, may chưa, may chưa. Ui, chú bò này, an toàn rồi này. Tiếp theo mình phải rút chìa khóa ra. Đóng nó lại đấy bạn ơi. Ui, cái còng vàng, hình con rồng này bạn này. Ý. Cái còng này mình thấy như kiểu là còng của những chú công an ấy nhở? Đúng rồi, còng của công an đấy, chắc là quái vật lấy trộm còng của công an đấy ra đây để bắt con vật để nhốt vào đấy. Nào, mình sẽ mở lỗ cho con cá này nhá. Đây này, cái chìa khóa cắm ở đây này bạn. Đấy, cắm vừa rồi, xoáy ra là được luôn. Đấy, nó nả rồi, nó nảy ra rồi đấy. Đây này, wow, ui, ui, con cá được rồi này. Wow, để mình xem cái này nào. Con có vật lấy trộm cái còng này của những chú cảnh sát để đi bắt tội phạm đấy. Đúng rồi, heo ơi. Mình còng nó vào nhá. Còng vào đi. Wow, đấy, đây là một cái còng vàng ý bạn nhờ. Ừ. Ui, hình con rồng đẹp chưa này. Đấy, nó có cả cái xích màu trắng nữa. Ý, cái còng này á, là còng được hai tay đấy. Này các bạn ơi, nhưng mà quái vật đi bắt con vật nên là nó còng mỗi đuôi con vật vào một cái còng. Đây này, đây là con cá chép màu hồng đấy các bạn ơi. Này, mình sẽ thả nó ra ngoài đây nhá. Đấy, em ơi, hay chưa? Ba con ngan này nó thoát rồi này. Ôi. Đây là chú ngan đen nhá. Chú ngan thân thiện chưa này? Để mình wow. Mà xem con ngan đen đây này. Ui, nó hiền nhờ bạn nhá. Ừ. Wow. Đấy. Còn đây là chú ngan trắng nhá. Ui, những chú ngan này rất dễ bắt đấy các bạn ạ. Đấy, ngan này này nó đi chậm, nó không đi nhanh như vịt đâu. Vịt nó mới chạy nhanh. Ý, ngan nó chạy hay chưa? Ý, đuôi nó vẫy kìa. Ấy, cả những chú gà nhà mình nữa. Thế này mổ nó. Ui, chú ngan hư thật đấy. Đấy, nhà mình có 3 con ngan này. Đây, còn 2 con vịt nữa này. Đấy, còn 2 con vịt đáng yêu này nữa. Luôn. À, cái mỏ vịt này màu vàng lắm. Ui, nó mổ tay mình đau quá. Đúng rồi. Này, mà sao cái mỏ ngan này màu hồng nữa này. Đây, mình cho bạn xem này. Ừ. Này mỏ ngan nó sẽ màu hồng, nó không màu vàng như này đâu. Ừ nhờ, lạ thật đấy này. Nhưng mà chân này màu giống nhau nhờ. Ừ. Wow, chân đều màu vàng này các bạn ơi. Ui, còn con ngan đen thì á, người màu đen, mỏ cũng màu đen. Con ngan đen á thì chân nó sẽ màu đen xì luôn. Đúng rồi.